Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tổng duyệt để cho đội tuyển chuẩn bị tham gia vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022. Sau khi đạt giải nhất toàn đoàn bảng thi số 6, hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân, đội tuyển của công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục luyện tập để tham dự vòng chung kết toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi tổng duyệt, cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển đã báo cáo các nội dung như duyệt đội ngũ, những kỹ chiến thuật võ thuật công an nhân dân và tình huống ứng dụng võ thuật. Qua nhiều tháng tích cực luyện tập, đến nay cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển đã thực hiện thuần thục đẹp mắt các nội dung thi. Kết thúc buổi tổng duyệt, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực vượt nắng thắng mưa, hăng say luyện tập của cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển cùng ban huấn luyện trong thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị công an trong toàn tỉnh cũng đã tặng hoa động viên đội tuyển trước khi lên đường tham dự chung kết hội thi.